Thì thật ra để làm được chuyện này thì cũng không khó lắm. Con gì cũng vậy, muốn cho nó phát triển tốt, muốn cho nó sinh sôi nảy nở nhiều thì chúng ta làm sao? Ngoài cái chuyện cái môi trường thuận lợi thì chúng ta phải cho nó ăn. Cho nên là hiện nay để duy trì được những cái thức ăn tự nhiên này thì có rất nhiều công ty đã đầu tư nghiên cứu và đã đưa ra cung cấp cho bà con người tôm chúng ta những cái loại mà gọi là gây tạo thức ăn tự nhiên. Thì nó cũng có nhiều hướng khác nhau. Có những cái chế phẩm, có những cái sản phẩm mà họ tập trung, họ nghiên cứu về cái gì? Họ nghiên cứu về những cái chủng loại vi sinh. Và những chủng loại vi sinh này khi chúng ta đưa xuống ao thì đó là cái mắt xích đầu tiên ở trong cái chuỗi thức ăn tự nhiên này. Để rồi cứ cái con lớn hơn nó ăn cái con nhỏ hơn. Và đến lúc nào đó cái con tôm riêu nó lại ăn những con nhỏ hơn của nó. Và nó đủ sức để mà nó lớn, nó sinh sản, nó duy trì là cái mật độ. Đó là cái hướng về vi sinh. Có những sản phẩm thì tập trung vào khi chúng ta đưa vào trong ao nuôi thì họ nghiên cứu theo cái hướng là sẽ là gia tăng cái thức ăn tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật, tức là nó làm phát triển những cái loại tảo có ích lên, phát triển những cái loại thực vật rong rêu trong đó để rồi nó cũng sẽ phát triển được những cái thức ăn cho con cà rìu này, để rồi con cà rìu nó cũng có thể ăn và nó cũng có thể là sinh sôi nảy nở ra. Và một cái hướng nữa là họ sẽ nghiên cứu những cái sản phẩm khi mà chúng ta đưa vào trong ao nuôi thì đó chính là thức ăn trực tiếp cho con cà rìu này. Khi chúng ta làm đó thì cứ đều đều chúng ta ủ, chúng ta đánh xuống trong ao thì những con cà rìu nó sẽ có thức ăn và nó ăn là nó sẽ lớn, nó sinh sôi nảy nở ra và nó sẽ duy trì được là cái số lượng của nó ở trong ao nuôi. Thì nhóm nghiên cứu Master T cũng đã bỏ ra một cái khoảng thời gian khá dài để thử nghiên cứu xem chúng ta có thể nuôi được cái con cà rìu này hay không. Và kết quả rất khả quan. Những con cà rìu khi mà chúng tôi thử nuôi với quy mô trong phòng thí nghiệm thì chỉ cần là duy trì những cái thông số ở trong cái ao nuôi y hệt như trong ao tôm, về độ pH, về độ kiềm, về độ cứng, về mật độ tảo hoàn toàn tương tự như trong ao tôm, thì chúng ta thấy là chỉ cần nó có giống thôi, nó xuất hiện vài con trong đó thôi thì vài bữa sau là chúng ta thấy nó sinh sản, nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Và cái điều kiện thứ hai nữa là đừng có cho là con tôm sú con thẻ vô nhiều quá. Tại nhiều quá thì nó ăn. Ăn vài bữa ăn sạch trơn. Thấy nó mật độ đông đúc vậy chứ nó ăn cái là không còn con nào hết luôn. Và chính cái điều này nó cũng giải đáp cho một câu hỏi là tại sao khi chúng ta nuôi tôm quảng canh, chúng ta nuôi với mật độ nửa con trên một mét vuông, một con trên một mét vuông thì nó rất mau lớn. Nhưng mà chúng ta tăng lên thêm, chúng ta nuôi 2, 3 con, 5 con, 10 con thì chúng ta nuôi mật độ càng cao lên, càng dày thêm thì cái tốc độ lớn của con tôm nó sẽ chậm lại. Ở đây chỉ có một cái yếu tố đơn giản, một cái lý do rất đơn giản thôi, thưa bà con và anh em nuôi tôm. Đó là gì? Nuôi càng dày thì nó càng thiếu thức ăn. Thế thôi, không đủ thức ăn để cho nó ăn. Còn giờ một mét vuông chúng ta thả có nửa con, thì hình dung một khối nửa con tôm trong đó, thì nó đủ sức nó ăn. Còn nếu chúng ta thả dày quá thì nó không còn thức ăn nữa. Lý do rất đơn giản. Vẫn còn những yếu tố phụ khác. Khi mà chúng ta nuôi mật độ dày hơn thì lúc đó là vấn đề nó sẽ cạnh tranh về không gian sống, nó cạnh tranh về cái oxy hòa tan trong đó để nó thở chẳng hạn. Nhưng lý do chính vẫn là lý do thức ăn. Cho nên nếu như trong ao quảng canh chúng ta mà chúng ta duy trì được là cái nguồn thức ăn tự nhiên này thì đó chính là cái cách mà để đảm bảo cho chúng ta có thể nuôi dày sài lớn ở trong thời gian là ngắn nhất.